phi trường Changi, Singapore đã phải tạm thời phong tỏa đường băng hôm nay 10 tháng 9 sau khi một máy bay của hãng hàng không Air China bị cháy trên đường từ thành đô đến Singapore. Chuyến bay CA-403 của Air China xảy ra tình trạng khói đen bốc lên từ khoang hành lý phía trước và phòng vệ sinh đáp khẩn cấp xuống đường băng số 3 của phi trường Changi vào khoảng 16 giờ 15 theo thông tin trên Facebook của hãng hàng không Trung Quốc. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều được sơ tán an toàn, AFP dẫn thông báo từ sân bay Changi với tổng cộng 3 đường băng chiều dài 4.000 mét. Lửa ở động cơ phía trái đã được dập tắt theo thông báo. Bên cạnh quyết định phong tỏa đường băng số 3 trong giai đoạn này, các chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng. Ban quản lý phi trường Changi khuyến cáo hành khách kiểm tra website hoặc ứng dụng của sân bay để biết thêm thông tin về lịch trình bị điều chỉnh.